hết cái bộ Sachi F150. Mình mới làm móc cái bộ nhẹ. Cái này là đi không có sợ công an à. Anh em biết nó nhỏ vậy nè. Nó không có ồn lắm. Rồi anh em nè cái cuối mới nghe nha. Thấy mình cho chạy thử cho anh em coi, khi mình dạy ngang nó bình thường á, mình đi ga nhỏ là nó không có nghe, nên anh em nẹt nó mới nghe nha. Bộ này mình đi hai chế độ, vừa nghe xe mình vừa né rồi công an. Ok anh em đã xem clip không? Là nồi bồ với lại ốc gió. Cái bồ lâu gát rồi. Móc đúng theo bài nồi bồ.